Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ trên tay và mở hộp một chiếc gọi có thể gói là siêu phẩm của Orient. Vì chiếc này chắc là đa phần anh em đều biết, đó là chiếc Sun and Moon, Orient Sun and Moon và Gen 2, Generation 2 đời 2. Với cái chiếc Sun and Moon này thì chắc chắn là rất là nhiều anh em đã nhìn thấy rồi. Có những anh em là rất là tiếc vì không thể đeo được vì size em nó quá to 42mm. Đó, tuy nhiên những anh em nào mà tay tầm 16.5 hoặc 17cm trở lên thì đeo chiếc này thì sẽ rất là đẹp. Nó nổi tiếng vì cái vẻ đẹp của nó và với cái mức giá hiện tại là hàng xách tay nó chỉ khoảng độ 7 triệu, hơn 7 triệu. Thì thực sự đây là một sản phẩm rất là xứng đáng để sở hữu trong cái tầm tiền. Giá chính hãng của chúng ta hiện tại nó vẫn khoảng dao động từ khoảng độ 9 triệu 3 cho đến 10 triệu tùy từng phiên bản. Phiên bản Limited thì sẽ cao hơn. Phiên bản tôi trên tay và mở hộp hôm nay đó là sẽ là phiên bản mặt dial màu trắng và có case màu rose gold. Khi chúng ta sẽ có hộp là ở ngoài là một cái hộp trắng đơn giản có logo Orient. Chúng ta hay gọi hộp này là hộp để vận chuyển. Khi tôi mở ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp đen ở bên trong với bề mặt phía trên được làm bằng nhôm và có logo Orient rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có sổ sách hướng dẫn ở đây. Với cái hộp tiêu chuẩn như này thì các bạn có thể biết đây là sản phẩm Orient xuất ra nước ngoài, là có thể Orient Hồng Kông hoặc Orient Mỹ là chúng ta sẽ dùng hộp này. Còn với những sản phẩm Orient của Nhật Bản thì sẽ sử dụng hộp giấy tái chế rất là đặc trưng. Khi tôi mở ra thì chúng ta có thể thấy chiếc Orient Sun and Moon ngay ở phía trên. Và thực sự là dù đã nhìn chiếc này nhiều lần nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nó rất là đẹp. May mắn là tay tôi cũng khá là to 18cm cho nên tôi sẽ đeo chiếc này rất là dễ dàng. Ở phía trong thì có sổ bảo hành quốc tế. Có rất là nhiều anh em đã hỏi shop về cái sổ bảo hành này. Thì thực sự là hiện tại là chúng ta nếu những sản phẩm chúng ta mua xách tay về có sổ bảo hành, có đóng dấu đàng hoàng của shop bên kia. Tuy nhiên là Orient Việt Nam mà nhà phân phối là Galley Watch thì cũng không đồng ý với cái bảo hành này. Đó. Cho nên các bạn nên tìm nơi uy tín để các bạn mua. Như thế thì chúng ta sẽ có cái phần hậu mãi tốt hơn. Quay trở lại với chiếc Orient Sun and Moon. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc này thì có mã là FET0T001W0. Nếu như mà ở châu Á, ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có mã thay cái chữ F này bằng chữ SC, tức là SET đó, để nhằm cho các bạn là không biết về cái vấn đề đó. Tôi sẽ bỏ các cái tag này ra vì cái tag này là tag mới, nó đã dính liền vào quai rồi cho nên tôi sẽ không bỏ ra. Đây là mặt dial của em nó. Chiếc này là có case màu vàng khối rose gold, rất là đẹp, sang chảnh, chúng ta gọi là sang chảnh. Bề mặt dial của Orient là một trong Orient Sun and Moon là một trong những cái mặt dial mà được yêu thích nhất của hãng này, với khá là nhiều chi tiết đáng giá, đáng tiền. Và cái chức năng Sun and Moon đó, chúng ta không thể không nhắc đến chức năng này. Khi tôi nghiêng này các bạn có thể thấy là hình ảnh mặt trời và trăng sao rất là lấp lánh. Thường thì những cái đồng hồ cao cấp có chức năng moon phase thì có giá rất là đắt. Tuy nhiên nhắm vào cái tâm lý đó của người dùng, Orient đã sản xuất ra cái dòng Sun and Moon. Cái tính năng Sun and Moon này của chúng ta thực chất là chỉ để phân biệt giờ sáng và giờ tối. Các bạn có thể thấy khi là tôi chỉnh giờ, khi tôi xoay thì cái đồng thời vòng Sun and Moon nó cũng xoay theo. Đó. Khi mà chỉ vào 12 giờ, kim chỉ vào 12 giờ, mặt trời lên thì chúng ta hiểu đây là giờ buổi trưa. Đó. Một cái điểm mà rất là khó ở chiếc Sun and Moon này đó là chúng ta sẽ không thể chỉnh được cái giờ thứ này. Mà thứ này khi mà chúng ta chỉnh sai chúng ta sẽ quay lại một vòng một tuần. Các bạn có thể thấy khi mà tôi quay qua 12 giờ đó thì lịch ngày ở góc 7-8 giờ này đã nhảy rồi, nhưng lịch thứ thì nó sẽ phải tầm 3 giờ sáng nó mới nhảy. Đó, các bạn thấy là nhảy từ thứ 5 lên thứ 6. Và chúng ta không chỉnh được cái lịch thứ này bằng cái chốt, mà chúng ta sẽ phải quay qua ngày để chỉnh.
Bề mặt dial của chiếc Sun and Moon này, như các bạn có thể thấy là những cái sub dial ở trong như Sun and Moon và lịch thứ cũng đều có những cái hoa văn. Nó giống như những bông hoa từ tâm rất là đẹp. Ngoài ra ở dưới này, ở cái lòng trong này thì chúng ta sẽ có những cái hoa văn khác nữa. Ở phía ngoài ở chỗ cọc số La Mã thì sẽ là những cái đường tròn đồng tâm chạy rất là đẹp. Nó chúng ta sẽ có những cái chấm nhỏ này để chúng ta phân biệt là số phút, bao nhiêu phút. Ví dụ như ở đây là 4:02. Các bạn có thể thấy ở đây logo Orient thì ở góc 6 giờ. Một số cái phiên bản mà Sun and Moon Gen 2 mà đời sản xuất trước thì chúng ta sẽ có ô lịch ở góc 7 giờ và 8 giờ. Tuy nhiên một số sản phẩm sau này, ví dụ như là chiếc Orient Sun and Moon 2 mà mặt xanh, mặt dial xanh, thì chúng ta sẽ có cái góc này ở phía bên này. Đó là những cái phiên bản mới hơn. Tuy nhiên những phiên bản đó thì tôi thực sự không thích bằng những cái phiên bản này, bởi vì cái mặt trong dial thì nó, cái vân nó không được làm đẹp như cái phiên bản mặt trắng này. Và phiên bản mặt trắng này màu vàng hồng là một trong những cái phiên bản mà được săn đón rất là nhiều. Chúng ta có cái núm ở bên cạnh là có khắc logo Orient ở đây, Orient khắc laser cho nên chúng ta có thể sờ thấy được. Đó. Case màu vàng hồng rất là đẹp. Một điều khá là đáng tiếc của nhiều người thì đó là chiếc Orient này có dial là 42.5 cho nên nó khá to, và những bạn tay bé thì sẽ không đeo được bởi vì nó còn dày, ngoài to ra nó còn dày nữa. Các bạn có thể thấy ở đây nó khá là dày, nó phải mười mấy mm. Phía sau của chúng ta thì sẽ có cái đáy sau hở và chúng ta sẽ nhìn rõ được cái bộ máy bên trong. Máy này sử dụng là 46B46 Orient và có 21 chân kính. Có thông tin là sử dụng kính sapphire ở đây. Đó, chiếc này chống nước 50m, 5 ATM. Thân thép không gỉ. Và đây là cái dòng series sản xuất của sản phẩm này. Hiện tại thì nó vẫn còn seal và vẫn còn cái tem Orient ở đây. Cho nên các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta bỏ cái tem này đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp bên trong. Đó, các bạn có thể thấy ở đây là đó là bộ cót có khắc cái chữ Orient ở phía sau. Nhận xét về tổng thể thì sản phẩm này là một cái sản phẩm rất là đẹp và thành công, gọi là gần trong một trong những cái dòng sản phẩm thành công nhất của Orient. Ngoài ra một điểm đáng tiền của nó là nó còn sử dụng là đó là khóa gập. Các bạn có thể thấy khóa gập của Orient này cũng được mạ vàng và rất là đẹp, rất là tiện dụng, không gãy dây. Điều mà tôi thấy đáng chê trách nhất ở trên sản phẩm này đó là một sản phẩm tầm trung cận cao cấp là cái bộ dây của nó thì nó không được tốt cho lắm. Bộ dây đi theo kèm của máy thì nếu như các bạn có điều kiện các bạn nên thay cái dây da thủ công, chứ bộ dây này thực sự là rất cứng và có chất lượng thì nó sẽ không tốt. Tùy theo người sử dụng mà nó có thể sử dụng chỉ khoảng độ vài tháng cho đến 1-2 năm. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ nên thay một cái bộ dây da cá sấu thật là đẹp, bởi vì chiếc đồng hồ này của chúng ta thì rất là đẹp mà nếu mà dùng cái bộ dây này thì có cảm giác là nó không tương xứng lắm. Sau đây thì tôi sẽ kéo ra để thử chỉnh ngày. Các bạn có thể thấy khi mà tôi xoay ngược chiều kim đồng hồ thì ngày sẽ nhảy rất là dễ dàng. Còn khi chúng ta chỉnh phía trong thì chúng ta sẽ chỉnh giờ, chức năng Sun and Moon, giờ sáng tối và chỉnh cả ngày nữa, thứ nữa. Đó. Bộ kim này của Orient thì được Orient sơn đen rất là đẹp. Với những cái phiên bản mà mặt dial màu đen hoặc là màu xanh thì chúng ta sẽ có bộ kim và bộ cọc số khác. Ví dụ như là bộ màu xanh thì chúng ta sẽ có kim và cọc số, mặt dial màu xanh này, kim và cọc số thì sẽ được sơn trắng. Còn với chiếc mặt màu đen thì kim và cọc số thì sẽ là kim loại sáng bóng. Đó. Nhưng mà với chiếc này thì chúng ta nhìn thấy nó rất là nổi bật, kể cả chức năng Sun and Moon. Các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng một lần nữa. Bề mặt dial rất là đẹp. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS. Xin chân thành cảm ơn.